Các bạn đang lắng nghe dự án KDO Books, cặp đôi cầm thú được thực hiện bởi KDO Team trực thuộc diễn đàn guysvn.com và trên fanpage KDO Cocktail Cảm Xúc. Các bạn thân mến, tất cả từ niên thiếu và tuổi thanh xuân của Lạc Hy trong tim chỉ chứa một cái tên Giang Thánh Trác. Nhưng mãi mãi, có lẽ cô chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn anh theo ong đuổi bướm, mãi chỉ có thể mang cái danh là đứa em gái của anh mà thôi. Thời thanh xuân đã qua, thời gian mà đâu có chờ đợi một ai. Có yêu, có thương, có niềm vui, có hạnh phúc, nhưng mãi mãi không có sự vĩnh hằng. Những tình cảm và những chuyện ôm ấp trong quá khứ đều đã qua rồi, tựa như đóa hoa trong gương, như ánh trăng dưới mặt nước, tất cả đều đã qua. Đã đến lúc cô buông anh quên cô. Anh là loại thuốc độc chí mạng với cô thì sao chứ? Cũng chỉ có mình cô đau mà thôi, một người đau mà thôi. Góp thành sông mất rồi, ngược ơi là ngược, sao mà mình ghét ngược thế này không biết. Nghe cái tên Trương mà máu đã muốn xông lên não rồi. Nhưng thôi, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng vào nghe chương 30 giữ mình trong sạch ngay sau đây nhé. Hai người gần đây quan hệ có phần căng thẳng, không nói chuyện nhiều. Giang Thành Trác chỉ buông một câu lạnh nhạt. Xe cứ để tạm ở đây đã, tôi sẽ gọi người đến kéo về trạm sửa chữa. Kiều Lạc Hy không nói gì, chỉ bước lên xe theo anh. Trong miệng Giang Thành Trác còn ngậm điếu thuốc lá, hỏi vu vơ. Sao không tìm Bạc Trọng Dương? Hai người cãi nhau à? Kiều Lạc Hy dựa lưng vào ghế giả vờ chết, không thèm quan tâm đến anh ta. Sao? Thích cậu ta thật rồi à? Kiều Lạc Hy nghe thấy câu này, lấy tay che đi khóe mắt dần dần đỏ quạch. Giang Thành Trác bị cô dọa cho hết hồn, cho xe chạy chậm lại, vứt điếu thuốc trong tay ra ngoài cửa sổ. Cô đừng có khóc, có phải tên nó bắt nạt cô không? Tôi sẽ đi đấm cho hắn một trận chút giận cho cô. Giang Thánh Trác, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Giang Thánh Trác, anh là một loại thuốc độc, uống vào sẽ nghiện. Trong thâm tâm em biết không thể cai nghiện được. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, em nhất định sẽ mãi mãi không thể khỏi bệnh được. Em không muốn mình lâm vào hoàn cảnh đó, thế nên xin anh hãy rời khỏi em trước. Giang Thánh Trác bị cô làm cho sặc vài lần, tâm trạng tốt cuối cùng cũng bị mài rũa sạch, cười khẩy phẫn nộ, bàn tay ra sức nắm chặt lấy vô lăng. Sao? Có người mới thì lập tức chê tôi à? Cô dùng chiêu qua cầu run ván cũng giỏi đấy. Dùng xong thì trở mặt ngay được. Có cần tôi nhắc nhở cô không? Hôm nay là cô chủ động tìm tôi đấy. Hôm nay là do tôi sai. Tôi không nên gọi điện tìm anh, sau này tôi sẽ không làm thế nữa. Được, được, được lắm, không sao. Cả đường, anh cứ thế dậm mạnh chân ga, đưa Kiều Lạc Hy đến dưới cửa nhà. Cô còn chưa đứng vững, Giang Thành Trác đã rổ ga phóng đi mất. Kiều Lạc Hy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về phía Giang Thành Trác vừa đi khỏi, nước mắt dần dần làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Tuổi xuân của mỗi người đều không thoát khỏi một chuyện tình, bất luận là hẹn hò hay là yêu thầm. Có yêu, có thương, có niềm vui, có hạnh phúc, nhưng mãi mãi không có sự vĩnh hằng. Những tình cảm và những chuyện ôm ấp trong quá khứ đều đã qua rồi, tựa như đóa hoa trong gương, như ánh trăng dưới mặt nước, tất cả đều đã qua rồi. Cô ôm ấp giữ gìn chuyện tình cảm này bao năm nay cũng đã đủ rồi, cô cũng nên từ bỏ rồi. Giang Thành Trác có tốt đến mấy, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ xem cô là em gái. Qua vài năm nữa, anh ấy sẽ kết hôn, sẽ làm chồng của người khác, sẽ có cuộc sống của riêng mình. Đến lúc đó, cô sẽ gọi một người phụ nữ lạ lẫm khác là chị dâu. Bất luận người phụ nữ đó có phải Mạnh Lai hay không, đều không liên quan gì tới cô nữa. Cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng xa rời nhau. Họ đã từng vui vẻ như vậy, nghĩ đến liền thấy chua xót. Đã sắp lập đông rồi, tiết trời càng lúc càng lạnh. Kiều Lạc Hy nhìn cái cây cành lá trơ trọi ngoài cửa sổ, chẳng còn một chút sinh khí nào. Quan Duyệt cầm bút gõ gõ lên mặt bàn. Này 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 này, mặc dù đề nghị của mình không lý tưởng cho lắm, nhưng dù gì mình cũng đã bỏ công suy nghĩ. Phiền cậu tôn trọng thành quả lao động của mình một chút có được không, kỹ sư Kiều thân yêu, kính yêu, đáng yêu của mình. Những điều này mình đã nhắc lại lần thứ hai rồi đấy. Hả? Vừa rồi cậu nói đâu cơ?
Dù cậu có định xin nghỉ việc, cũng đừng rơi vào trạng thái này chứ. Duyệt Duyệt, dạo này mình thấy mệt mỏi quá, làm cái gì cũng không tập trung, chắc là mình bệnh rồi. Từ trước đến nay, cô cứ gọi Quan Duyệt bằng hai tên liền nhau là lại dùng ngữ khí đó để nói chuyện với Quan Duyệt. Quan Duyệt nhìn cô chăm chú. Sắc mặt đúng là không tốt cho lắm. Có phải là cảm cúm rồi không? Kiều Lạc Hy tiêu nghỉu lắc đầu, bĩu môi làm mặt ấm ức. Quan Duyệt nhìn điệu bộ của cô, đoán là cũng chẳng thảo luận thêm được vấn đề gì nữa. Có hỏi cô chuyện gì cũng chẳng hỏi ra được, đành quay về phòng làm việc. Cô vừa đi khỏi, điện thoại của Bạc Trọng Dương đến ngay lập tức. Kiều Lạc Hy nhận điện thoại, vẫn như bình thường, nói vài câu. Cuối cùng vẫn là Bạc Trọng Dương hỏi. Tối qua em gọi điện cho tôi sao? Không có chuyện gì đâu ạ. Em có thể hỏi tôi mà. Tôi không muốn biết. Vậy nếu tôi muốn nói cho em biết thì sao? Thì anh cứ nói. Bạc Trọng Dương cảm thấy hôm nay Kiều Lạc Hy rất không bình thường. Có một sự bình thản đến mức nhẫn nhịn, không hề tức giận chút nào. Thôi bỏ đi. Nếu em muốn biết, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Được. Hôm nay là lập tông, tối nay cùng đi ăn cơm nhé. Được. Giang Thành Trác nghiêm túc đọc tập tài liệu trong tay, gạch ra vài chỗ đưa cho Diệp Tử Nam. Mình thấy mấy chỗ này còn có thể tiếp tục bàn thảo. Diệp Tử Nam đón lấy, nhìn qua mấy cái, rồi lại nhìn đồng hồ. Mình thấy gần đây cậu không có bình thường cho lắm. Không bình thường chỗ nào? Diệp Tử Nam nhìn anh chằm chằm, xoa xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Nói thế nào nhỉ? Quá nghiêm túc rồi. Đã mấy ngày liền cậu kéo mình ở lại làm thêm giờ rồi. Làm thêm giờ thì cũng chẳng sao, nhưng cậu còn không ăn, không uống, không nói chuyện. Bình thường chẳng bao giờ thấy cậu yên tĩnh ngồi một chỗ được quá nửa tiếng đồng hồ. Cậu tích cực như vậy từ lúc nào thế? Còn nữa, bình thường ngày hôm nay cậu coi chẳng khác gì ngày Tết. Hôm nay là đồng chí đấy, cậu chẳng có phản ứng gì, lại chả chịu đả kích gì sao? Thấy Giang Thành Trác không có phản ứng gì, Diệp Tử Nam tiếp tục nói. Thi Thần và Tử Uyên đã gọi hai cuộc điện thoại rục rã rồi. Mình còn phải về nhà đón vợ mình, chúng ta có thể ăn cơm trước không? Biết cậu có vợ rồi, không cần lúc nào cũng phải mang ra khoe khoang. Hình như là đúng không bình thường, mình khoe mẽ lúc nào cơ chứ? Giang Thành Trác cầm áo khoác lên, quay đầu nhìn anh. Có đi không? Có cần gọi Lạc Hy đến cùng không? Cậu lấy vợ rồi đấy, còn nhung nhớ người con gái khác làm gì? Sao hôm nay cậu như chó điên vậy? Trước đây có lần nào cậu không gọi cô ấy đi cùng đâu? Cậu chủ đây tuổi trẻ tài cao, tài năng xuất chúng, muốn loại con gái gì mà chẳng có, cứ phải đi tìm đồ danh con vắt mũi cho sạch đó làm gì? Diệp Tử Nam cũng không vạch trần, dường như bỗng nghĩ ra một chuyện gì đó, cố ý nói. Cũng đúng, cô ấy dạo này thân mật tình cảm với Bạc Trọng Dương lắm, chắc là cũng chẳng rảnh quan tâm đến cậu đâu. Sao từ lúc cậu lấy vợ vào lúc lại trở nên lắm điều thế à? Cậu chủ Giang à, cậu đúng là không bình thường chút nào. Cậu mới không bình thường thì có, cả nhà đều không bình thường. Hai người vừa đẩy cửa bước vào nhà hàng, theo bản năng Giang Thành Trác nhìn lướt một lượt, ánh mắt chạm phải Kiều Lạc Hy và Bạc Trọng Dương. Cả người anh đông cứng lại. Diệp Tử Nam cũng phát hiện ra, nhìn theo ánh mắt anh, sau đó cười đùa trêu chọc anh. Trùng hợp thật đấy. Có lẽ là đón Tết, rất nhiều nhà hàng đều chật cứng khách hàng. Kiều Lạc Hy muốn không khí vui vẻ nên gợi ý ngồi ở đại sảnh. Bạc Trọng Dương cũng không phản đối. Hai người vừa ngồi xuống thì nghe thấy có người gọi cô. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Diệp Tử Nam vừa gọi vừa kéo Giang Thánh Trác đi về phía này. Giang Thánh Trác bị ép buộc quay mặt sang một bên, ánh mắt lườm nguýt. Cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngập. Diệp Tử Nam không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Giang Thánh Trác, nhiệt tình chào hỏi Bạc Trọng Dương và Kiều Lạc Hy. Chào hỏi xong rồi cũng chẳng vội đi ngay. Giang Thánh Trác ngầm ra ý cho anh cũng mặc kệ. Thì Thần từ xa chạy tới, chào hỏi xong thì vội giục. Sao hai cậu cứ chần chừ ở đây mãi thế? Cả phố bàn đã đợi hai cậu đấy. Diệp Tử Nam ra hiệu bằng ánh mắt cho Thi Thần. Thi Thần nhìn hai con người đang khó chịu, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lạc Hy, Trọng Dương, cùng qua ngồi đi. Bạc Trọng Dương nhìn Kiều Lạc Hy, ngầm hỏi ý kiến cô. Kiều Lạc Hy lập tức từ chối. Không cần đâu. Thi Thần không để ý đến cô, cứ thế vừa cười vừa kéo cô đi. Anh em cả khách khứ gì chứ? Đi thôi đi thôi, Trọng Dương đi theo nhá. Vào trong phòng, cả bàn ăn đúng là toàn người quen. Bạc Trọng Dương dường như cũng khá thân thiết với bọn họ, hòa nhập rất nhanh. Chỉ có Giang Thánh Trác ngồi đối diện Kiều Lạc Hy là mặt lạnh như tiền. Kiều Lạc Hy ăn được vài miếng, bỗng nhiên bịt miệng chạy ra ngoài.
Cả bàn ăn ngẩn người ra một lát, bèn nhìn Bạc Trọng Dương mỉm cười như đã hiểu ra. Mọi người đừng nghĩ linh tinh, hai ngày nay hình như dạ dày cô ấy không được ổn cho lắm. Họ đều là những người chơi bời đã quen, đương nhiên không chịu tin. Uống chút rượu vào thì bắt đầu nói năng lộn xộn không có giới hạn. Một nhóm đàn ông mà huyên thuyên thì cũng chẳng kém gì phụ nữ. Cho dù Bạc Trọng Dương có biện hộ thế nào cũng vô ích. Trong mắt bọn họ, giải thích tức là che giấu. Giang Thánh Trác càng nghe sắc mặt càng khó coi, bỗng nhiên đứng dậy cười nói: "Mình đi nhà vệ sinh một lát." Kiều Lạc Hy đang ở trong nhà vệ sinh ôm lấy bồn rửa mặt nôn ọe. Gần đây cô ăn uống không giờ giấc, lại thêm việc bị cảm lạnh, dạ dày cảm thấy rất khó chịu. Vừa rồi ngửi thấy mùi dầu mỡ và thịt tanh thì cảm thấy ghê người. Cô rửa ráy xong xuôi, từ nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy Giang Thánh Trác đang xị mặt đứng ở hành lang đợi cô. Kiều Lạc Hy cứng đầu cứ thế bước qua. Không biết anh ta tìm ở đâu ra khăn ướt, dúi vào tay cô, ngữ điệu cứng nhắc: "Bạc Trọng Dương không đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu ta đâu, cô tránh xa cậu ta ra một chút. Con gái phải biết giữ mình." Ý trong lời nói của anh đã quá rõ ràng. "Giữ mình á? Anh đang nói anh đấy à?" "Tôi làm sao?" "Anh làm sao thì bản thân anh biết rõ. Anh tự lo cho mình đi, chuyện của tôi không cần anh lo nổi đâu. Mà anh là gì của tôi, có quyền gì mà quản lý tôi?" "Đúng rồi, tôi có là gì của cô đâu. Hai chúng ta chỉ là quan hệ của hai người qua đường A và B mà thôi. Tôi lo chuyện bao đồng rồi. Mẹ kiếp, tôi đúng là loại bại não mới lo cho cô." Giang Thánh Trác vẫn tươi cười, giọng nói chậm rãi. Có lẽ sự tức giận đã lên đến giới hạn, đến những câu thô lỗ cũng trở nên ôn hòa. Nói xong, anh quay người bước đi, dọc đường còn đá vỡ một chậu cây cảnh. Kiều Lạc Hy bướng bỉnh đứng đó cắn chặt môi hồi lâu không nhúc nhích. Một lúc sau, cô mới lẩm bẩm một cách vô hồn: "Tôi không cần anh lo, Giang Thánh Trác. Nếu anh đã không yêu tôi thì đừng có lo cho tôi." Cuộc đời là một trò đùa của số phận, càng cố tránh nhau thì lại càng gặp nhau nhiều hơn. Lạc Hy tìm mọi cách để tránh Giang Thánh Trác, nhưng trốn sao cho được ý trời cô gái nhỏ ơi. Run rủi thế nào, không hiểu vô tình hay hữu ý mà ông trời lại để cho Giang Thánh Trác nhìn thấy ai kia đang tình chàng ý thiếp bên cạnh Bạc Trọng Dương chuẩn mực mới hay chứ. Chỉ khổ cho chàng nghĩ người ta thuộc về kẻ khác, nhưng tình yêu thì đâu chịu nghe lời bao giờ. Thấy nàng mệt là cuống cuồng lên ngay, chỉ tội cái mồm hại cái tân lại cãi nhau một trận tơi bời, rồi lại để nàng rơi lệ nữa. Ây da, mệt với hai con người này lắm cơ. Mình nói câu này đừng ném đá mình, nhưng mà ngược đi ngược nữa đi. Còn bây giờ thì bye bye, khi nào gặp lại á, mình cũng không biết nữa, phải chờ Trích và đồng bọn thôi. Lost in a fairy tale, would you hold my hands and be my guide? Clouds filled with stars cover your skies, and I hope it rains. You're the perfect lullaby. You could be my sweet dream or a beautiful sweet dream or a beautiful nightmare. Somebody pinch me, your love's too good to be true. Floating on air, 'cause you're
to